Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay kênh Điền Người Xứ Nghệ sẽ hướng dẫn chúng ta về cách hút chân không khi chúng ta lắp mới một chiếc điều hòa. Sau khi chúng ta đã kết nối ống đông giữa gian nóng và gian lạnh một cách cẩn thận và chắc chắn nhất, thì chúng ta bắt đầu tiến hành hút chân không. Công việc này vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của chiếc điều hòa. Đầu tiên thì chúng ta cần phải vặn cả cái đai ốc này ra. Bên trong đai ốc này là khóa gá đường nén. Còn bên trong đai ốc này là khóa gá đường hút cái đường ống lớn này. Còn đây là cái cổng dịch vụ dùng để nạp gá cũng như dùng để hút chân không. Đây là một cái ván một chiều. Còn đây là cái đồng hồ đo áp suất. Bên màu xanh là đồng hồ hạ áp, còn bên màu đỏ là đồng hồ cao áp. Còn ba cái núm vặn này thực chất là ba điểm gá dây cho gọn mà thôi, nó không có một cái chức năng nào khác. Đầu tiên thì chúng ta cần phải khóa cái ván màu xanh và cái ván màu đỏ này lại để sao cho ba cái cổng phía dưới này không thông thương với nhau. Dây gá màu vàng này thì một đầu chúng ta vặn vào cổng phía dưới chính giữa. Cái cổng này chúng ta vặn chặt vào. Còn đầu còn lại của dây gá màu vàng này thì chúng ta vặn vào đầu hút của máy hút chân không. Ở cái điểm này mà chúng ta cũng phải vặn thật chặt. Còn dây gá màu xanh này thì một đầu chúng ta vặn vào cái cổng bên phía đồng hồ màu xanh. Đồng hồ hạ áp, tức là cái cổng này, chúng ta cũng phải vặn chặt vào. Và ở đâu còn lại của dây gá màu xanh này thì chúng ta kết nối vào cổng dịch vụ ở ngay trên gian nóng của điều hòa. Và đối với điều hòa dùng gá lạnh loại R32 như thế này thì chúng ta cần phải có thêm cái giác chuyển đổi như thế này. Và một điều chúng ta cũng cần phải lưu ý là hai cái khóa gá đường nén và đường hút này chúng ta tuyệt đối chưa được mở ra. Sau khi đã kết nối xong máy hút chân không, đồng hồ đo áp suất và điều hòa, thì chúng ta bật công tắc điện lên cho máy hút chân không làm việc. Như vậy là máy hút chân không đã chạy. Lúc này thì khóa gá màu đỏ vẫn phải khóa lại, còn chúng ta phải mở khóa gá màu xanh ra. Và chúng ta để ý thấy kim ở đồng hồ màu xanh đang từ từ giảm xuống. Điều này chứng tỏ rằng hơi ẩm, không khí đang được hút ra từ đường ống lớn, đường ống hút, qua cổng dịch vụ, qua dây gá màu xanh, qua cái khóa gá màu xanh lúc này đã mở ra, và hút qua dây gá màu vàng, qua máy hút chân không được hút ra ngoài. Về cơ bản thì chỉ cần hút khoảng 1 phút là có thể hút gần như hết được không khí ra bên ngoài. Tuy nhiên, để loại bỏ được toàn bộ hơi ẩm, những giọt hơi nước ngưng tù lâu ngày trong đường ống và trong gian lạnh, thì chúng ta cần phải hút khoảng thời gian từ 10 cho đến 15 phút mới đảm bảo. Chúng ta cố gắng hút hết không khí, hút hết hơi ẩm ra bên ngoài thì điều hòa máy lạnh mới hoạt động hiệu quả. Còn ngược lại, nếu chúng ta không hút chân không hoặc chúng ta hút không triệt để thì chính hơi ẩm trong đường ống này, chính hơi ẩm khi điều hòa làm việc sẽ gây ra hiện tượng tắc ẩm, làm ảnh hưởng đến sự hoạt động của điều hòa, và điều hòa sẽ kém mát, khả năng làm lạnh không hiệu quả. Sau khi chúng ta hút hết chân không tầm khoảng 10 cho đến 15 phút thì lúc này chúng ta chưa tắt máy bơm, mà chúng ta cần phải khóa cái ván màu xanh này lại trước. Sau đó chúng ta mới được tắt máy hút chân không. Và lúc này chúng ta cần phải theo dõi kim đồng hồ. Cái kim đồng hồ ở bên đồng hồ màu xanh này có duy trì được ở vị trí áp suất này, cái áp suất thấp này hay không. Nếu như kim đồng hồ vẫn duy trì được áp suất thấp này thì điều đó chứng tỏ rằng đường ống chúng ta kết nối đã kín,
Còn ngược lại, nếu như áp suất thay đổi theo xu hướng tăng lên, thì điều đó chứng tỏ đường ống đang bị rò rỉ, chúng ta cần phải kiểm tra và xử lý lại. Nếu như đường ống đã kín, thì lúc này chúng ta tháo dây ga màu vàng này ra, loại bỏ máy hút chân không ra. Còn sợi dây ga màu xanh thì chúng ta tuyệt đối chưa được tháo ra, bởi vì bây giờ bên trong gian lạnh điều hòa và trong đường ống là môi trường gần như là chân không. Chỉ cần chúng ta nới lỏng cái đai ốc một cái thì không khí lập tức ùa vào ngay. Như vậy là việc hút chân không sẽ không còn ý nghĩa gì hết. Bây giờ chúng ta dùng lục giác 4, chúng ta mở khóa ga này. Lưu ý rằng chúng ta mở một tí, sau đó chúng ta khóa lại để cho ga lạnh được nén ở trong máy nén và gian nóng thoát sang phía bên gian lạnh để phá vỡ cái áp suất âm, áp suất thấp đi. Mục đích là để chúng ta tháo dây ga màu xanh ra. Chúng ta lưu ý rằng là chúng ta mở một tí, sau đó chúng ta khóa lại. Nếu chúng ta mở lâu mà chúng ta không khóa lại thì áp suất nén cao có thể làm hỏng chiếc đồng hồ hạ áp màu xanh này. Và bây giờ chúng ta dùng chiếc lục giác 4 này mở khóa ga đường nén, đường ống nhỏ phía trên. Sau đó chúng ta mở khóa ga đường ống hút ở phía dưới. Như vậy là cả hai khóa ga lúc này đều đã được mở ra. Chúng ta phải mở ra hết cỡ. Kết thúc công việc hút chân không. Và các cái nút bịt ren này chúng ta phải vặn lại, chúng ta phải siết thật chặt để hạn chế sự rò rỉ của khí ga ra bên ngoài. Như vậy là lúc này thì chiếc điều hòa có thể đóng điện lên để sử dụng được rồi. Nhưng ở đây thì mình quấn băng bảo ôn và đi lại đường ống một cách chắc chắn nhất, đầy nắp, sau đó mới đóng điện. Sau một khoảng thời gian ngắn thì lốc điều hòa làm việc và hơi nước trong phòng đã ngưng tụ và bắt đầu đã chảy ra rất mạnh. Điều này chứng tỏ là chiếc điều hòa lúc này đã làm mát rất là tốt rồi. Video này của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, thấy hữu ích thì các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ với nhé. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.